Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án để bảo đảm tính tổng thể đồng bộ toàn dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Trong tổng nguồn vốn ngân sách địa phương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cân đối 19.449 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai 1.567 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương là 7.808 tỷ đồng và tỉnh Long An là 852 tỷ đồng. Dự án sẽ đầu tư xây dựng khoảng 76,34 km đường, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sáng 16 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam với tỷ lệ tán thành đạt 93,78% trên tổng số đại biểu Quốc hội. Theo nghị quyết, một số trại giam không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an do Bộ Công an quyết định căn cứ vào nguyên tắc tiêu chí do chính phủ quy định được áp dụng thí điểm hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết thời gian qua đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can, thu giữ 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan tới đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ do Trần Thị Mậu, 53 tuổi và Nguyễn Sĩ Đức, 56 tuổi cùng trú tại Đô Lương, Nghệ An cầm đầu. Kết quả đấu tranh bước đầu của chuyên án chung giữa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Việt Nam và lực lượng chức năng của Lào đã góp phần cụ thể hóa bản ghi nhớ về phòng chống ma túy giữa hai nước. Sáng 16 tháng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết, liên quan quá trình đấu tranh trong chuyên án 268K, C04 phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng lớn. Điều hành đường dây là một đối tượng ở Campuchia thông qua mạng xã hội chỉ đạo Trần Văn Hải, 52 tuổi và Nguyễn Thành Vinh, 55 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh phân phối cho các chân trết tiêu thụ trên địa bàn. Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 115 kg ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Hiện C04 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng triệt để vụ án. Trưa ngày 16 tháng 6, thông tin từ Công an xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an xã nhận được tin cấp báo của người dân về việc căn nhà bà TTNV tại thôn Bù Trên bị cháy. Khi phá cửa vào trong, lực lượng công an xã và người dân giật mình phát hiện ông NDN, 56 tuổi, là chồng của bà V, đang hôn mê, nằm bất tỉnh ở phòng khách. Bên cạnh đó có một chai thuốc trừ sâu. Ông N đã được công an xã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại phòng ngủ có hai nạn nhân nữ đã chết cháy, gồm bà TTNV, 52 tuổi và bà TTNT, 53 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Nam. Ngày 16 tháng 6, các bác sĩ Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công ca u trục non hiếm gặp. Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn H, 79 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đến Bệnh viện Gia đình trong tình trạng rối loạn đại tiện, đau vùng thượng vị và đầy bụng khó tiêu kéo dài. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng, Bệnh viện Đa khoa Gia đình cho biết u trục non là một dạng u hiếm gặp và không có biểu hiện triệu chứng về mặt lâm sàng trong thời gian dài. Đến khi các triệu chứng trở rệt, khối u đã lớn, rất nguy hiểm và có thể đe dọa đến mạng sống của người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì một thói quen ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học và tầm soát ung thư định kỳ.